David Beckham vừa làm người hâm mộ bấn loạn khi thực hiện tư thế siêu ngầu ở nhà, hưởng ứng thử thách sống khỏe từ AIA Việt Nam. Là đại sứ thương hiệu toàn cầu AIA, nam cầu thủ còn gửi đến người hâm mộ việc thử thách 50 lần tập lung rơ, động tác bước chân tới trước và gặp gối mô phỏng mũi kiếm với cơ hội nhận về giày thể thao và bưu thiếp có chữ ký của siêu sao bóng đá thế giới. David Beckham thử thách 50 lần lung rơ, hạ mông hoảng sung và khóa khớp gối. Không chỉ siêu sao, nhà người ta, những tên tuổi đình đám với cộng đồng mạng, như Hot Chúng Huyền Thanh, Hot Mong Trang Lu, Hot Beauty Blogger An Phương cho đến Fitness Instructor nổi tiếng Châu Việt Sơn, cũng thi nhau hưởng ứng trào lưu này. Với hashtag những Vi có thể tìm thấy hàng nghìn người tham gia và chia sẻ. Được biết, Chào lưu ở nhà vẫn vui xuất phát từ loạt bài tập khởi xướng bởi AIA Việt Nam và các huấn luyện viên thể hình đến từ Fitter. Các bài tập được đầu tư và sáng tạo, nhằm khuyến khích mọi người sống khỏe trong mùa dịch, ngay cả khi phòng gym đóng cửa và điều kiện luyện tập, dụng cụ đều hạn chế. Có cả trăm động tác đa dạng, dễ thực hiện tại nhà mà hiệu quả cao, từ động tác yoga, song kiếm hợp bích giữa mẹ và bé cho đến chiến thuật tập thân trên và dưới cho các trai sinh gái đẹp. Hot Beauty Blogger An Phương vừa tập lung dơ vừa bật nhảy hưởng ứng thử thách. Hot Beauty Blogger An Phương không thể làm ngơ trước thử thách nổi sóng cuồn cuộn trên mạng xã hội và đã thử thách bản thân ngay với bài tập dung lung rơ, lung rơ và bật nhảy, tương đối phức tạp. Bạn có biết chỉ cần dung lung rơ 15 phút mỗi ngày cũng có thể đốt cháy lượng calo cực lớn giảm mỡ toàn thân. Trong khi đó, Fitness Instructor Châu Việt Sơn chọn thử thách Park hít đất, tập nhóm cơ thân trên, giữa lúc dịch giả ở nhà chán ông. Fitness Instructor Châu Việt Sơn thực hiện thử thách hít đất tập nhóm cơ thân trên. Hào hứng đón nhận thử thách từ AIA Việt Nam, tín đồ yoga chúng huyền thanh lựa ngay đỏ nơi rê tác ra nờ hổ mang, kèm hướng dẫn thư cờ hị nờ cực chi tiết, cực dễ tập. Hội chị em ở nhà mùa dịch này chỉ cần duy trì tư thế tập trong vòng 15, 30 giây và hít thơ đều, thực hiện 15 lượt mỗi ngày sẽ sớm có vòng eo con kiến như á quân the phây dù đã hai lần sinh nở. Đạo nơ rê tắc yoga, ra nờ hổ mang, dễ tập mà săn cơ bụng không ngờ của chúng huyền thanh. Trào lưu, ở nhà vẫn vui, cũng khỏa lớp chuỗi ngày ở nhà ngao ngán nhìn nhau và thở dài của gia đình hót mong trang lưu. Cả gia đình hứng khởi với bài tập mô phỏng các hoạt động như lái xe, bắt taxi, bơi vừa tập vừa cười vì vui hết sảy. Bé xoài cũng háo hức tập theo bố mẹ, tưởng tượng đang cùng nhau lái xe du hí Đà Lạt, Nha Trang thử thách của nhà xoài nhận được hơn 21.000 lượt thích, thu hút nhiều gia đình cho đến các bạn trẻ tham gia để thỏa lấp cơn cuồng chân du lịch. Nhà xoài hứng khởi vừa tập vừa vui. Qua các loạt thử thách ở nhà vẫn vui, chuỗi livestream, tập ở nhà, vui lắm mà, với loạt bài dễ tập tại gia đến từ AIA Việt Nam sẽ giúp bạn nối lại thói quen rèn luyện sức khỏe, cải thiện tinh thần phấn chấn hơn. Có thể thấy, AIA Việt Nam luôn nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu giúp mọi người sống khỏe hơn lâu hơn, hạnh phúc hơn theo nhiều cách sáng tạo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu bạn đang sầu não về chuỗi ngày ăn ngủ không kế hoạch ở nhà, em mở bụng lớn lên trông thấy, nọng cầm núng nính, tinh thần vẻ vãi gặm nhấm hồi ức về những chuyến đi, chân tay bước chiếc vì trả biết làm gì, thì chắc chắn phải tham gia thử thách này ngay thôi.